Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn kiền đức tăng ni chứng minh. Kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm. Kính bạch chư vị đồng tu nhiều nơi trên toàn thế giới đang có mặt ở trang Zoom ngày hôm nay. Chúng ta hôm nay gặp được pháp môn niệm Phật. Đây là một cái cơ duyên vô cùng thù thắng. Đây là lời Phật dạy. Phật dạy người mà gặp được pháp môn niệm Phật, phát tâm tin tưởng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh thì là nhiều đời nhiều kiếp đã tu hành. Nhiều đời nhiều kiếp tu hành mới có đầy đủ thiện căn, mới có đầy đủ phước đức, cho nên ngày hôm nay mới gặp được câu Phật hiệu, mới tin tưởng, mới niệm danh hiệu A Di Đà Phật và cầu nguyện vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Pháp môn niệm Phật là pháp môn đới nghiệp vãng sanh. Nhờ sự chỉ bày của chân thiện tri thức của lão cư sĩ Diệu Âm mà chúng con mới ngộ ra điều này, mới phát hiện ra pháp môn niệm Phật là pháp môn nhị lực. Ngoài phần bản thân mình phải cố gắng tu hành chăm chỉ, thật lòng khiêm cung tử ái, còn phần thứ hai là phần phải nhờ vào đại nguyện của A Di Đà Phật, nhờ vào sự cứu độ của A Di Đà Phật, nhờ vào chư Bồ Tát, sự gia hộ bảo vệ của chư Long Thiên Hộ Pháp và ban hộ niệm bạn đồng tu. Sự nhờ vả này vô cùng là quan trọng. Đây là tha lực. Hôm nay chúng con nghe được những lời hướng dẫn của lão cư sĩ Diệu Âm mới phát hiện ra điều này, mới biết rằng rất nhiều người niệm Phật mà không coi trọng pháp hộ niệm, thờ ơ với pháp hộ niệm, đã quyết lòng một mình để công phu, sau cùng đành phải để cho người thân của mình ra đi ở trong những cái cảnh tượng rất là đau lòng. Cho nên pháp hộ niệm vô cùng là cụ thể, vô cùng là chính xác, vô cùng là an toàn cho hàng phàm phu, cho hàng Phật tử tại gia như chúng ta đã có bằng chứng rồi. Rất nhiều người một đời này chưa hề biết đến đạo Phật, chưa hề biết đến chùa, nhưng nhờ có ban hộ niệm lúc cuối đời, nhờ có ban hộ niệm đến hướng dẫn hộ niệm mà ra đi đã để lại thoại tướng bất khả tư nghị. Có người tự miệng mình còn nói ra được A Di Đà Phật đến đón. Có người bị bệnh khổ mà mỉm cười không đau, ra đi để lại thoại tướng vô cùng là tốt đẹp. Nguyện mong cho chư vị hãy trân quý đến cơ hội này, hãy trân quý đến pháp môn này, để một đời này cứu chính mình, cứu người thân của mình và cứu người hữu duyên được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A-di-đà-phật. Dạ, đến buổi hội thảo ngày hôm nay, chúng con cung kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni, cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm cùng chư vị đồng tu đồng niệm Phật cầu gia bị. Chúng con cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm khởi niệm Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt cho đại chúng, chúng con một lần nữa cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm Từ Bi vì hàng phàm phu Phật tử tại gia chúng con mà giảng nói, vì hàng căn cơ thô cảm của chúng con mà giảng nói, vì có rất nhiều người như chúng con hiện nay có tu niệm Phật mà coi nhẹ phương pháp Hồ Niệm, vẫn coi pháp Hồ Niệm chỉ là một cái phương pháp cuối cùng, là để cho người nào trước lúc lâm chung mới mang ra thực hiện. Cho nên rất nhiều người đành phải để người thân của mình, người có duyên với mình ra đi một cánh vô cùng là đau khổ. Kính mong lão cư sĩ Diệu Âm Từ Bi vì chúng con giảng nói, để cho chúng con niềm tin tăng trưởng, làm cho chúng con đời này được an toàn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhiều người coi nhẹ pháp Hộ Niệm, nhiều người để đến cuối cùng, khi mê mang bất tỉnh rồi mới tìm ban Hộ Niệm. Có lẽ đây là một cái điều chúng ta nên mổ xẻ hôm nay. Trong những tuần qua, trên đường Zoom này chúng ta cũng biết được những cái thông tin khá hay. Ví dụ như có cháu Nguyễn Công Huy 16 tuổi bị bệnh ung thư, mà sau cùng cháu nhìn được thấy Phật. Cháu niệm Phật đến giây phút cuối cùng và sau cùng đưa tay vẫy chào đi vãng sanh. Bên cạnh đó cũng có những người thời gian tu hành thật sự là lâu, nhưng khi ra đi không có tướng lành hiển hiện, và đến nỗi làm cho Đại Đức Thích Hạnh Phú lo âu, nói lời cảm thán. Giờ đây dòm nghe lại những lời của Thầy Hạnh Phú mà chính mình cũng thấy xót xa. Xin thưa với chư vị, nhiều lúc Dòm nghĩ rằng các vị tu hành lâu mà ra đi như vậy, nhiều khi các ngài khổ tâm mà thị hiện đó chăng, để răn dạy cho hàng phàm phu chúng ta đừng nên khinh thường pháp Hộ Niệm. Có thể các ngài vì chúng sanh mà làm biểu pháp thị hiện, nhắc nhở cho chúng sanh rằng chính ta tu hành rất lâu như vậy nhưng mà lơ là Hộ Niệm, vẫn gặp phải khó khăn ở cuối đời, để nhắc nhở cho hàng phàm phu chúng ta phải cẩn thận phương pháp Hộ Niệm. Vì cháu Nguyễn Công Huy ha, trẻ tuổi mà được Hộ Niệm cẩn thận từ đầu, cháu ra đi thực sự
tướng lành bất khả tư nghị. Nếu thực sự đây là một sự thị hiện vì khổ tâm của các ngài, thì sự ra đi của các ngài thực là một điều chúng ta còn phải tri ân, cảm niệm công đức đến tận đáy lòng. Còn nếu không phải là thị hiện, thì xin thưa với chư vị, dù thế nào thì các ngài cũng để lại một bài pháp thấm thiết để cho chúng ta học tập. Bài pháp gì đây? Sơ xuất trong lúc tu hành. Người phàm phu mà không thực tâm tu hành, không lấy lòng chí thành chí thiết tu hành, mà lo chạy theo con đường lý luận cao siêu huyền diệu gì đó, đạo lý trên mây, nhưng sau cùng sự thành tựu là con số không to tướng. Phải chăng đây là một bài pháp? Còn gì nữa? Nhiều người lại nghĩ tu hành một cách quá đơn giản, nghĩ rằng là làm chút thiện chút phước, bố thí cúng dường là tu. Xin thưa với chư vị, bố thí là nói theo nghĩa của thế gian, giúp đỡ người nghèo, trợ lực những người yếu đuối. Còn cúng dường là mang cái tâm cung kính, thành khẩn, chí thành, nói theo nghĩa của Phật pháp. Có nhiều người định nghĩa tu là làm hiền, làm thiện là đủ. Thì trong kinh Phật, Phật có dạy điều này: trên hư không pháp giới này, số Bồ Tát có đến vô lượng vô biên hằng xa Bồ Tát, nghĩa là số lượng Bồ Tát nhiều như các sông Hằng. Xin thưa với chư vị là Phật nói trên hư không pháp giới, chứ không Phật không nói là cái quá địa cầu chúng ta đâu. Nếu người nào mà phát tâm cúng dường nhiều hơn cái số lượng mà vô lượng vô biên Bồ Tát như các sông Hằng đó, đến 62 ức, có nghĩa là số lượng nhiều hơn số vị Bồ Tát trên hư không pháp giới là 6.200.000, thì Phật nói cũng không bằng chư vị thắp hương thắp nhang lễ bái cúng dường Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cái phước báu nó vĩ đại hơn cúng dường cho vô lượng hằng xa chư Bồ Tát trên pháp giới. Nhưng mà không biết là thực sự chúng ta có cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát hay không, lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, có nghĩa là ta tu theo cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài đại sĩ phát tâm tầm thanh cứu khổ, không biết ta phát được cái tâm này không. Mà khi ta phát cái tâm tầm thanh cứu khổ, thực sự ta có cái năng lực đi cứu chúng sanh như Ngài không, là một cái điều khác nữa. Thấy khó không chư vị? Nhưng mà giả sử ta phát tâm được, ta đi cứu được như Ngài đại sĩ Quán Âm, thì Phật lại nói, nếu ta cúng dường
Quán Âm Bồ Tát qua 100 kiếp cũng không bằng trong một thời gian bữa cơm ta niệm quán, ta niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây là lời Phật dạy. Thực sự ta niệm quán, ta niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, ta có phát tâm nguyện như Địa Tạng Vương Bồ Tát không? Địa ngục vị không bất thành Phật đạo, ta có phát được tâm nguyện đó không? Giả sử ta phát được tâm nguyện đó, ta có dắt xuống địa ngục để cứu chúng sanh dưới địa ngục không? Ngài xuống chúng sanh thì cứu, Ngài xuống địa ngục thì cứu chúng sanh. Coi chừng ta xuống địa ngục làm cho Ngài phải than thở, tại sao ta cứu chúng sanh dưới địa ngục không kịp, các người lại chui xuống chúng sanh chịu nạn nữa, làm sao ta cứu hết đây? Chư vị nghe đi, như vậy cứu chúng sanh dưới địa ngục công đức vĩ đại hơn. Giả sử như ta làm được như Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật lại nói dẫu cho một đại kiếp mà chư vị cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát không bằng một lòng chí thành niệm câu A-di-đà Phật. Từng bước chư vị nghe đi, lời Phật dạy, Đức Thế Tôn dạy đấy. Tại sao vậy? Thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật, chúng ta có thể trở về Tây Phương một đời thành đạo. Cái giá trị là ở chỗ này đây. Xin thưa với chư vị, muốn trở về Tây Phương một đời thành đạo thì thành tâm niệm A-di-đà Phật phải tha thiết cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nghe chưa vậy? Nếu thành tâm niệm A-di-đà Phật mà hững hờ lời nguyện vãng sanh, không muốn nguyện vãng sanh, thì xin thưa chư vị có niệm câu A-di-đà Phật trong vô lượng kiếp nữa vẫn không được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là lời chư tổ chư Phật nói rõ ràng. Như vậy cái giá trị của phương pháp niệm Phật ở ngay cái chỗ là chí thành nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chí thành tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì trong kinh Phật cũng nói dẫu cho cúng dường hằng xa chư Phật cũng không bằng thành tâm chí thiết nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị nghe từng bước rõ ràng, một người mà thành tâm tha thiết niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nó quý báu hơn cúng dường hằng xa chư Phật. Một lần niệm A Di Đà Phật là một lần cúng dường một vị Phật, trong khi Đức Thế Tôn nói cúng dường một vị Phật hơn cả cái công đức một đại kiếp cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát, hơn đến vô lượng vô biên cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Ấy thế mà bây giờ Ngài lại nói thành tâm tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì công đức nhiều hơn sự cúng dường đến vô lượng hàng sa thánh. Như vậy cái giá trị ở cái chỗ là nguyện vãng sanh, nguyện vãng sanh. Bây giờ chúng ta hỏi những người mà đã nguyện vãng sanh thực sự có chí thành không? Thực sự có tha thiết không? Nếu thực sự tha thiết thì tại sao suốt cả một cuộc đời tu hành chúng ta không nguyện vãng sanh? Tại sao nói rằng là tha thiết vãng sanh? Tại sao để đến lúc mê man bất tỉnh rồi mới tìm người tới hộ niệm? Trong khi mà hiểu nguyện vãng sanh Tây Phương, cái giá trị không phải là cúng dường từng vị Bồ Tát, không phải là cúng dường hàng xa Bồ Tát, mà dẫu cho cúng dường hàng xa chư Phật
cái công đức cũng không bằng một lời, một lòng tri thức nguyện vãng sanh. Thì tại sao từ giờ phút này ta không phát nguyện vãng sanh tha thiết? Cái chỗ gọi là tha thiết nghe chưa vậy? Không phải tu một đời rồi khi nằm xuống rồi bắt đầu mới tha thiết, không phải. Nếu thực sự là chúng ta không biết thì là điều khác. Nhưng đã biết pháp Phật rồi mà không nguyện vãng sanh Tây Phương thì làm sao gọi là tha thiết? Chính vì vậy mà mỗi lần chúng ta nguyện vãng sanh là nguyện lấy lệ. Miệng nguyện vãng sanh, tâm không nguyện, làm sao chúng ta được thành tựu? Miệng niệm A-di-đà Phật, tâm chúng ta không muốn vãng sanh, làm sao gọi là đi đúng đạo? Chính vì thế xin thưa với chư vị, khi nghe đến lời cảm thán của Đại Đức Thích Hạnh Phúc, làm cho dâm cũng xót xa mà nói lên điều này. Phật đã phát thệ, người nào thành tâm chí thành niệm danh hiệu Ngài, cầu nguyện về nước Ngài, dẫu cho 10 niệm mà Ngài không tiếp dẫn mình về Tây Phương một đời thành đạo, Ngài thề không thành Phật, Ngài thề rời bỏ danh vị Phật để làm phàm phu như chúng ta. Một vị Phật trên pháp giới mà thề như vậy, chúng ta cũng không tin. Người tu vẫn hứng hờ để sau cùng rước lấy đại nạn. Cho nên trong những tuần qua, từ những sự việc đã xảy ra, cho chúng ta một bài pháp vô cùng thích đáng. Chúng ta phải thành tâm chấp đầu, chấp tay, cúi đầu tri ân các ngài, tri ân sự biểu diễn, tri ân những sự hiện ra, để chúng ta thấy giá trị rõ rệt ở tại chỗ nào. Mong chư vị nghe được những lời này, vững vàng niềm tin, nguyện sanh tha thiết từ đáy lòng, sự tha thiết vãng sanh. Với một người phàm phu, không có con đường nào khác là phải tìm người hỗ trợ để cho con đường vãng sanh chúng ta vững vàng. Nếu người nào tha thiết vãng sanh, bảo rằng tôi quyết lòng vãng sanh mà khinh thường pháp hộ niệm, khinh thường những người hỗ trợ, thì sự tha thiết này cũng chỉ trên đầu môi mà thôi, không phải là từ đấy tim của mình đâu nhé. Nên nhớ, dòm đang nói người phàm phu. Người phàm phu chúng ta mà tự nghĩ rằng mình có khả năng an nhiên tự tại ra đi, tự mình sánh bằng với chư tổ, tự mình sánh với chư đại Bồ Tát. Đó là tâm thương mạng, đó là tâm không chí thành, đó là lòng không tha thiết. Lòng không tha thiết rõ ràng đưa đến hậu quả là sau cùng bị chướng nặng trùng trùng. Nguyện mong chư vị nghĩ đến thân phận của mình, từ vô lượng kiếp qua đã thất bại trên con đường thoát ly sinh tử luân hồi, nay gặp được cơ hội này, mong chư vị suy nghĩ thật kỹ để chúng ta cùng nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Chúng con vô cùng là biết ơn lão cư sĩ Diệu Âm đã tử bi chỉ điểm cho chúng con. Hàng phàm phu có tu có niệm Phật mà mắc đầy sơ suất, có tu hành mà không biết căn cơ của mình. Cho nên chính chúng con đã để cho người thân của chúng con đành phải ra đi trong cái thoại tướng không được tốt đẹp. Vì chúng con coi nhẹ pháp môn hộ niệm này, vì cứ tưởng pháp môn hộ niệm là một cái phương pháp để dành cho người lúc lâm chung mới mang ra để mà thực hiện.
Cho nên chúng con thờ ơ, không nghiên cứu, không mang ra để học hành. Hôm nay nghe được lời hướng dẫn của lão cư sĩ Diệu Âm, chúng con thấy cần phải chuyên trong chuyên một câu Phật hiệu, đi đến cùng. Sức mạnh của câu Phật hiệu vượt tất cả các pháp, vượt tất cả các kinh, các chú. Nguyện mong cho chư vị đồng tu hãy trân quý lấy những cái lời hướng dẫn này để một đời này chuyên vào câu Phật hiệu, chuyên vào pháp môn hộ niệm, để chúng ta cũng có phước phần được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ tiếp theo chúng con hãy cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm từ bi hướng dẫn chúng con trả lời về những nghi vấn của chúng con. Đúng thật là chúng con là hàng phàm phu, tội chứng sâu lặng, căn cơ thì lông cạn, có nghe mà không hiểu, hoặc là có nghe rồi cũng quên. Có những cái điểm vi tế mà không cách nào chúng con nhận ra được. Kính mong lão cư sĩ Diệu Âm từ bi trả lời những vướng mắc của chúng con, để cho chúng con một đời này tránh đi được những cái sơ suất của mình trong lúc tu hành cũng như là hồ niệm, để một đời này chúng con có phước phần vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, câu hỏi đầu tiên của buổi hội thảo ngày hôm nay chúng con xin chuyển đến cho bác Nguyễn Mai ở Vương quốc Bỉ. Đây là những câu hỏi còn dư lại ở từ buổi hội thảo ngày hôm trước. Kính mời bác Nguyễn Mai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa chú Minh Đạt cùng toàn thể các chư vị đồng tu trên toàn thế giới. Trước tiên con xin có một đôi lời tâm sự muốn được chia sẻ với mọi người. Con tham gia Zoom đã cũng không lâu, và mỗi lần tham gia thì được thấy mọi người từ già trẻ, lớn bé, bệnh hay không có bệnh thì đều đang ngày ngày tinh tấn tu hành, cầu về nước Phật. Thực sự là con rất là vui mừng. Con nhớ lời Tổ Ấn Quang từng nói là như mọi ngôi sao trầu về Bắc Đầu, như mọi dòng nước chảy về Đông. Và quả thật đúng là như vậy. Hơn hết thì con muốn có một lời nhắn nhủ đến các ông bà, cô chú, các anh chị em đang bị bệnh hiểm nghèo và đang có mặt trên trang Zoom, rằng là mọi người đang thực sự được hưởng một phước báo vô cùng vĩ đại, vì có được một thiện tri thức chính là lão cư sĩ Diệu Âm luôn sát cánh, động viên, khích tấn và chỉ bày cách tu hành. Con nhớ người mẹ quá cố của con cách đây 4 năm khi cũng bị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối và nằm eo xèo trên giường bệnh, mà con cái thì chẳng có hiểu đạo để mà khuyến tấn, chỉ có mỗi một chiếc đài niệm Phật và hơn mấy chục bài khuyên người niệm Phật của lão cư sĩ Diệu Âm. Và nếu thực sự có một điều ước thì con ước mẹ con cũng có được cơ may như các ông bà cô chú ở đây. Vì thế với tấm lòng tha thiết của một người con nhớ mẹ, con mong các cô bác, các cô, các bác, các ông, các bà hãy nắm chắc, hãy tận dụng cơ hội ngàn vàng khó mua này, như là những một người mà hết hơi, sắp chết đuối và tự nhiên được cứu lên chiếc thuyền đang căng buồm xuôi gió, để thảnh thơi an nhàn tiến thẳng về cõi nước thanh tịnh của Phật A-di-đà. Nam mô A-di-đà Phật. Con cũng xin có một câu hỏi rất là ngắn như sau ạ. Con thường thấy là người bị bệnh lúc gần phải ra đi mà phát tín nguyện hạnh được hộ niệm thì rất là dễ vãng sanh theo Phật A-di-đà. Vậy thì nếu mà một người không bị bệnh mà không muốn tiếp tục sống do các cái nỗi khổ về vật chất hoặc là nội tâm, cũng phát tín nguyện hạnh tha thiết, cũng được hộ niệm, thì có thể được Phật đón ngay đi không ạ? Và lão cư sĩ có gặp trường hợp nào như thế này chưa? Và khi mà cần hộ niệm cho những trường hợp như thế này thì có cần chú ý điểm nào không ạ? Nam mô A Di Đà Phật. Con xin tri âm, tri ân ca chân thành, tri ân lão cư sĩ Diệu Âm cùng ban tổ chức trang Zoom. Nam mô A Di Đà Phật. A-di-đà-phật. Người bệnh
phát tâm tin tưởng niệm Phật vãng sanh. Người lâm vào cảnh khổ, khó khăn, thấy chán cõi nhân gian này, phát tâm tin tưởng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, hai trường hợp này giống nhau, không có khác nhau. Người bệnh khi thấy bệnh khổ đã đến rồi, ngộ ra niệm Phật thì mãn báo thân. Nếu tiếp tục tín hành nguyện đầy đủ, người ta vãng sanh. Người chưa có bệnh mà ngộ ra đời này là khổ, tại vì đang sống trong cảnh khổ, vừa vật chất vừa tinh thần, thế sự thì đăng đăng, gia đình thì rối loạn. Người ta phát tâm niệm Phật, nếu tín hành nguyện vẫn đầy đủ, thì khi mãn báo thân làm được như vậy, nhất định được vãng sanh. Ở đây có câu là chịu khổ nạn về vật chất, về tinh thần, thì mình phải nghi rằng là khi mình xả bỏ báo thân thì cái hiện tượng khổ nó vẫn đeo đẳng sắc bên mình. Sợ rằng trong lúc còn khỏe mình có thể chịu đựng được, đến lúc bệnh khổ đã đến rồi chịu đựng không được. Lúc mà chịu đựng không được, sợ rằng tín tâm mình không vững được, nguyện tâm mình quên đi câu A-di-đà Phật, bị chèn ép bởi những cảnh khổ khác. Thành ra xin thưa với chư vị, muốn vãng sanh rất cần, rất cần những người hộ niệm. Cũng giống như là mẹ cô vị, biết hộ niệm, biết niệm Phật, biết được những lời khuyên người niệm Phật. Nhưng mà nếu người mẹ này trong lúc ra đi được một người tới hộ niệm, hai người tới hộ niệm, một ban hộ niệm, ba bốn người tới hộ niệm, nhiều khi gỡ không biết bao nhiêu ách nạn cho người mẹ mình. Nhờ vậy mà lúc ra đi tín tâm vẫn còn, nguyện tâm vẫn còn nguyên vẹn, và câu A-di-đà Phật vẫn chi thành niệm. Lúc đó hiện tượng vãng sanh có thể xảy ra. Chính vì thế trước sau gì, mong chư vị chú ý, những người đồng tu đến bên cạnh mình, gia đình con cái biết khổ niệm, thực sự là một sự đại cứu tinh, giúp cho chính mình an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó. Nếu sợ ý không hộ niệm, sợ rằng bây giờ đây chúng ta giữ được tín tâm, giờ đây chúng ta nghĩ được câu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng lúc đó vạn sự trăm bề ứng hiện ra, nhiều khi chúng ta không thực hiện được, thì cũng đành phải oan uổng vậy thôi. Mong cho vị cố gắng ráng nghiên cứu thật kỹ phương pháp hộ niệm, để trở thành thực sự chúng ta hưởng lợi lạc của một pháp đại cứu tinh này nhé. A-di-đà-phật. Rồi chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của Đạo Cư Sĩ Diệu Âm, và cũng cảm niệm công đức của bác Nguyễn Mai đã có những lời rất là thấm thía để gửi đến cho chư vị đồng tu cùng với chúng con, để trân quý lấy cái cơ hội này để thức tỉnh. Vì rất nhiều người vẫn còn thờ ơ, rất nhiều người có niệm Phật mà vẫn còn thờ ơ pháp hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Và tiếp theo chúng con xin chuyển đến cho máy Huawei T5. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin cư sĩ Diệu Âm thay thị cho mẹ con. Mà hôm nay con mời mẹ lên thầy tư thủ nhân viên. Con xin cư sĩ cho con lại tuần thứ sáu tuần này. Con mời mẹ con lên lần nữa. Thì mẹ con là có hậu dừa hậu thánh. A Di Đà Phật. Xin bác để đến thứ sáu bác nhé.
Dạ, bác thứ sáu bác sẽ trình bày và tốt nhất là bác đưa những cái thông tin này trước, những thông tin về mẹ trước cho ban tổ chức để dành thời gian được nhiều nhất cho mọi người. Dạ. Chúng con xin chuyển tiếp theo cho câu hỏi cho đạo tràng Minh Thành một. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào chư tôn thiền đức tăng ni. Con xin kính chào đạo cư sĩ Diệu Âm cùng toàn thể chư vị đồng tu ở trên trang Zoom này. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, chúng con có một câu hỏi là tại sao người tu hành lâu năm mà cuối cùng không được vãng sinh, và tại sao người hiền lành không có tu là mấy nhưng mà họ chỉ ăn ở hiền lành và sau cùng họ cũng lại dễ được vãng sinh, mặc dù hộ niệm cũng không được là bao nhiêu. Và hôm vừa rồi chúng con cách đây mấy bữa là chúng con có gặp cái trường hợp như thế này. Chúng con có quen sư thầy Thích Nam Trà ở trong chùa Phúc Đông. Chúng con cũng đang hộ niệm một số ca ở trong đấy. Thì hôm vừa rồi có một cụ là cả nhà biết tu, và cụ 86 tuổi tu ở trong chùa cũng lâu rồi. Và khi cụ biết đến Phật Pháp là từ năm 10 tuổi, và đến năm nay là 86 tuổi. Thì cụ cũng tu ở trong chùa, hàng ngày lạy Phật 4 thời, và cũng muốn là sau này vãng sinh ở đấy. Các con thì tất cả con dâu, con gái, con trai, con rể đều biết tu. Và trong gia đình lại có một người làm trưởng như ban hộ niệm là người con trai của cụ. Thì khi mà cụ ra đi thì người con trai của cụ cùng đạo tràng của con trai cụ là tất cả gia đình là chỉ có mỗi hai cụ ông cụ bà ở trong chùa. Còn các con thì đi pháp tam thời hệ niệm cầu siêu. Và cụ này có một cái tính là đặc biệt là khi mà các con của cụ mà chỉ cần sơ ý một chút thôi thì cụ chấp lắm. Và đến khi mà cụ cùng với một cụ thông gia ở cũng ở trong chùa, thì khi cụ tắm, hôm đấy là tu xong vào buổi chiều, thì cụ tắm, đang tắm thì tự nhiên cụ ngã ra nhà tắm. Và cái cụ thông gia này mới hô hào thì bốc vào đến giường. Thì cụ ông là chồng của cụ bà là ở bên cạnh và đã giúp cho cụ bà và khuyên cụ bà niệm Phật. Thì cụ bà có lầm nhầm niệm Phật, thì khi mà cụ bà bảo với cụ ông là ông xoa bụng cho tôi cái, thì khi mà đang xoa bụng thì được 10 phút sau thì cụ ấy ra đi. Và cụ không được hộ niệm từ trước, thì con có về đấy 1-2 lần. Nhưng mà đến khi thầy nhờ thì ở trong cái thế khó xử thì chúng con cũng bảo thôi giúp được đến đâu hay đến đấy. Thì khi đúng là may mắn có cái pháp hộ niệm, mà đến tiếng thứ 12 khi mà đưa cụ dậy thì cụ thân thể là cứng và ở miệng của cụ ra máu đen. Bởi vì cụ nằm ở cái tư thế là úp mặt vào trong, không nhìn thấy được cái mặt, chỉ nhìn thấy tay và chân cụ thì có sáng. Thì đến khi mà hỏi ra truy nguyên ra thì cụ này là làm công đức rất là nhiều và có cả xây chùa nữa. Nhưng mà cái đặc tính của cụ là cụ hay chấp. Và khi mà hay thấy người khác làm những việc mà thiện lành thì cụ cũng hay đố kỵ, không bằng mình, và cụ hay kể ra cái tu của mình. Thế còn một trường hợp nữa, đến khi mà chúng con hộ niệm cho cụ và hỏi các con và khai thị cho cụ xong sau 12 tiếng và thấy cụ như vậy, thì người con trai có báo cáo với chúng con và ông chồng có nói thì hộ niệm được 3 tiếng sau thì đúng là nhờ cái pháp hộ niệm. Mà lúc đấy tất cả mọi người ngỡ ngàng và khai thị các con thành tâm sám hối và khai thị đúng vào cái mấu chốt làm thiện làm lành của cụ. Thế thì lúc đấy là thấy cụ được viên mãn, và lúc đấy chân tay là đều mềm hết và cụ có chuyển tướng.
sau đó chúng con giao lại cho các con hộ niệm tiếp đến hôm sau. Còn một cái trường hợp nữa là bác vợ của con thì cũng là người không có tu bao giờ cả, chỉ là ăn ở hiền lành và chuyên làm những việc thiện lành ở trong chùa khi được thầy nhờ, nhưng mà đến lúc cuối đời thì cũng có 7-8 người con, nhưng mà vì cụ bị trầm cảm là do trong gia đình của cụ là có 3 người con là lần lượt ra đi vì bệnh ung thư, thì cụ có một cái tâm là nghĩ là tại sao mà tôi ăn ở thiện lành, làm bao nhiêu việc thiện, không có làm mất lòng ai mà gia đình tôi lại bị như vậy. Thì sau đó cụ đã bị trầm cảm và nằm một chỗ, thì chúng con cũng là khuyên niệm Phật, nhưng mà vì lúc đấy cụ cũng nghĩ rằng là tôi làm bao nhiêu thứ rồi, tôi cũng đi chùa thỉnh Phật và gì, nhưng mà tôi như thế này thì rất là và lúc đấy cụ còn tỉnh táo thì cụ có không có nghe. Nhưng đến lúc gần cuối đời thì gia đình con cháu cũng chạy hết các nơi rồi, không làm sao giúp được cho cụ. Khi cụ gần ra đi thì cụ thoi thóp trên giường mất 10 ngày và các cụ vãi cũng đến tụng kinh nhưng mà không đi được. Thì đến lúc đấy gia đình mới bảo thôi rồi, chỉ có còn nhờ mỗi bên niệm Phật xem thế nào. Thì khi chúng con đến, con cũng không có quy luật gì ấy cả, bởi vì cụ cũng ở trong tình trạng này thì thôi, thì ở gần nhà mà lại là bác thì chúng con cũng bảo thôi, cố gắng giúp được đến đâu hay đến đấy. Nhưng mà vì cái may mắn lúc đấy có pháp hộ niệm thì hướng dẫn cho cụ và nói về cái việc thiện lành trong đời này của cụ để giúp cho cụ tất cả mọi công đức này hồi hướng về Tây Phương. Các con cái đến với cụ là duyên là nợ, cho nên các con có nghiệp của các con, cụ phải về Tây Phương Cực Lạc để còn cứu các con. Thế thì lúc đấy đưa ảnh lên thì cụ có ngước mắt lên và chảy nước mắt, sau đó là cụ đã đưa tay lên để sờ ảnh Phật. Và cứ thế cho đến ngày cụ ra đi là được 4 hôm. Thì hộ niệm sau 15 tiếng đồng hồ, cụ đã để lại thân tướng đẹp và tất cả các con của cụ bây giờ tin hết. Và sau đó các con lại hộ niệm tiếp cho cụ thêm một 15 tiếng nữa, cuối cùng để lại thân tướng đẹp và bây giờ cả họ hàng đều tin. Thì trong đạo tràng của chúng con thực sự là con thấy cũng có những vị là có cái tâm tu hành lâu năm và cũng là nghĩ rằng mình tu ngon, và có những các cái mà con thấy rất là khuyên họ rất là khó, thì xin thầy Diệu Âm ở đây giải thích cho con và xin thầy cho chúng con lời khuyên chúng con phải làm thế nào để khuyên những chư vị đấy, và cũng như là bạn đồng tu của chúng con để sau này cũng được phước phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thực sự là cảm ơn bác Minh Thành number one cho dòng vỗ tay tán thán bác Minh Thành number one đi. Câu hỏi của bác thực sự, những vấn đề của bác thực sự làm một bài pháp đấy, sống thực đấy chứ vậy. Chính bác đã chứng kiến những người hiền lành chất phát rất dễ vãng sanh, và chính bác cũng đã nêu ra có nhiều người tu hành lâu năm nhưng khi ra đi mất vãng sanh. Những lời này cũng chẳng khác gì cái lời lo lắng của Đại Đức Thích Thành Phú vào tuần qua. Xin thưa với chư vị, khi mình nghe đến những cái chuyện này, chúng ta mới thấy rằng là đừng bao giờ khinh thường những người không tu. Đừng bao giờ tự hào mình là người tu nhiều. Coi chừng rơi vào cái tình trạng này đây. Những người ta chưa tu, chưa chắc gì họ là những người ác. Những người ta chưa biết qua Phật, nhưng mà tâm người ta thiện lành,
Sở dĩ sự thiện lành này nó hiện ra là do trong nhiều đời nhiều kiếp người đã có tu phước thiện nhiều lắm mà mình không hay. Chỉ vì đời này chưa gặp cái duyên cho nên người ta chưa tu đó thôi. Rõ ràng chưa gặp được Phật Pháp mà cái tâm đã thiện lành. Thiện lành đến mức mà mình phải tán thán. Đó là do thiền căn phước đức của họ đã có, chưa có cái duyên để họ tu đó thôi. Còn mình thì sớm gặp duyên hơn, biết được Phật Pháp sớm hơn, mình cũng có chút duyên để mình tin đấy. Nhưng mà theo như bác Minh Thành nói, có nhiều người khi tu tự hào rằng mình tu tốt, tự hào mình tu ngon, tự hào mình tu giỏi. Gặp những người khác ít tu, làm những việc sai lầm, mình tỏ ra đố kỵ, mình phỉ báng họ, khinh chê họ, coi chừng chưa chắc, chưa chắc gì cái tâm thiện lành của mình hơn những người kia. Thực đó chưa vậy. Và chưa chắc gì trong suốt cái thời gian mình tu hành, mình tạo thêm phước đức lớn bằng những người thiện lành kia. Chính vì thế mà thường thường trong pháp hộ niệm, Doãn thường hay nêu lên bốn chữ là khiêm cung từ ái. Người nào tu hành mà thiếu hạnh khiêm cung, coi chừng bao nhiêu công đức tu hành biến thành mây khói. Ngài Vĩnh Minh nói thiếu hạnh khiêm cung, dẫu cho công hạnh tu hạnh cao tột tới đâu cũng chỉ trở về cái hàng Atula là cùng. Mong chư vị phải nhớ cho Atula là người có phước. Nhưng phước ở cảnh giới nào đi? Đây, phước ở cảnh giới súc sanh. Coi chừng, phước gì phước, súc sanh vẫn là súc sanh. Phước ở dưới hàng ngạ quỷ có thể hưởng phước hơn người ta, nhưng cảnh khổ vẫn là cảnh khổ. Phước ở trong cảnh người có thể làm nên tiếng tâm, tạo ra sự nghiệp, có địa vị, nhưng coi chừng một đời trôi qua bàn tay trắng vẫn trở về tay trắng. Atula trong hàng quý thần, xin thưa với chư vị, tạo nghiệp trùng trùng, nhiều lắm nhiều lắm. Chính vì thế mà lời của bác Minh Thành rất là hay. Hãy chú ý nghe lời ngài Ấn Quang dạy đi, càng tu hành càng phải khiêm cung nghe chư vị. Ngài Ấn Tổ luôn luôn dạy chí thành chí kính là cái đạo nhĩ màu cho chính mỗi người chúng ta đấy. Có nhiều người tu lâu năm tại sao không được vãng sanh? Xin thưa chư vị đọc lại cho kỹ kinh A Di Đà, đọc lại cho kỹ nghiệm từng câu trong kinh Vô Lượng Thọ, chư vị sẽ thấy yếu tố nào là vãng sanh, yếu tố nào là phước báo, yếu tố nào về Tây Phương Tịnh Đạo, yếu tố nào vẫn lưu lại trong sáu đường hưởng cái gì đó không biết. Chính vì thế mà sở dĩ những người tu lâu năm nhưng không hộ niệm trước, không lo hộ niệm, không lo niệm Phật, làm sao có thể người ta vãng sanh? Chư Tổ nói nếu một người không chịu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho niệm Phật gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, vẫn không được vãng sanh. Đó là lời của Ấn Tổ dạy. Xin thưa với chư vị, ngài Ngâu Ích dạy niệm Phật mà không nguyện vãng sanh, dẫu cho chư vị niệm Phật đã nhất tâm bất loạn cũng không được vãng sanh. Thì làm sao chúng ta lấy cái thời gian tu lâu mà nói rằng ta vãng sanh? Quan trọng là cái chí thành chí thiết và tha thiết vãng sanh có hay không. Chúng ta mới nói tại sao tôi tha thiết nguyện vãng sanh mà không
được vãng sanh. Thì đúng hơn đó là tu lâu tại sao không được vãng sanh. Tiêu vị nên nhớ pháp tu có vô lượng vô biên, cảnh giới về trong tương lai cũng có vô lượng vô biên. Mình muốn đi về cảnh giới nào là hoàn toàn tự mình chủ động. Trước sau gì mình cũng chủ động, xuống địa ngục nhiều khi cũng tự mình chủ động, đi hàng ngã quỷ cũng do mình chủ động, xuống hàng bàn sanh cũng do mình chủ động. Phật dạy rõ rệt mà. Sân giận chiêu cảm vào hàng địa ngục, tham lam đi vào hàng ngã quỷ, ngu si đi về hàng bàn sanh. Ta bỏ cái ngu si đi, làm sao ta có thể trở về hàng bàn sanh được? Ta bỏ cái lòng tham đi, làm sao ta có thể xuống hàng ngã quỷ được? Ta bỏ lòng sân giận đi, không cố chấp, không cạnh tranh cái gì, làm sao ta có thể xuống địa ngục được? Mặc dù trong A lại tích thức gia thức của chúng ta này này chứa vô vàng những chúng tử địa ngục, chứa vô vàng những chúng tử ngạ quỷ, vô vàng những chúng tử bàn sanh rồi, chứ đâu phải không có. Tại sao có những người chứa những chúng tử đó mà họ có thể trở lại làm người sanh lên trời? Cũng có những người cũng có những chúng tử đó mà họ sanh về Tây Phương Cực Lạc. Là tại vì trong lúc lâm chung họ bỏ những cái chúng tử đó đi, họ bỏ những cái duyên đó đi, họ làm những cái duyên, tạo những cái duyên đi về Tây Phương Cực Lạc. Tất cả là ở tại chỗ này đây. Chỉ chúng ta không biết. Nếu chư vị muốn có cái duyên Tây Phương Cực Lạc thì ngày ngày đêm đêm chư vị tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Một câu A Di Đà Phật niệm ra là quyết lòng từ chối ở lại trong sáu đường luân hồi, quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái duyên cực lạc nó đầy trong tâm chúng ta. Một câu A Di Đà Phật là một chúng tử về Tây Phương Cực Lạc thành Phật. Duyên hợp với cái nhân tạo ra quả báo cho chúng ta hưởng, chính là như vậy. Cho nên một người hiền lành là sở dĩ do là thiện căn phước đức người ta đã có, dẫu rằng là chưa tu vì chưa có duyên. Khi gặp duyên rồi thì tự nhiên bao nhiêu những thiện căn phước đức trong tiền kiếp ứng hiện về hết. Người ta tin tưởng một cách sâu sắc vững vàng, người ta nguyện vãng sanh một cách tha thiết. Một ngày hai ngày niệm Phật họ vãng sanh trước mặt mọi người. Còn nhiều người tu nhiều năm tướng là mình ngon, nhưng mà rõ ràng khi tướng là mình ngon thì chư vị nghĩ rằng cái gì hiện ra đây? Sáu đại phiền não gồm có gì? Trong đó có một cái gọi là mạng. Cái mạng là ngao mạng, cái mạng là thượng mạng. Thượng mạng nó do từ chỗ nào mà ra? Từ chỗ tâm ý quá nghèo nàn, cho nên mới sinh ra ngạo mạng. Từ cái chỗ ngạo mạng này bịt mất lối vãng sanh. Ta đi theo con đường nào? Ngài Vĩnh Minh đã dạy. Mong chư vị hiểu được như vậy. Cho nên chúng ta phải nói rõ ràng là không phải tu lâu mà được vãng sanh, mà tu lâu tạo phước đức, lấy phước đức, phước đức đó hồi hướng về Tây Phương. Tu càng lâu ta niệm Phật càng nhiều, tu càng lâu ta càng chí thành, tu càng lâu tín tâm càng vững, tu càng lâu sức nguyện vãng sanh càng tha thiết, nhất định ta vãng sanh thượng phẩm hơn những người ít tu. Điều này có. Nếu chúng ta tu mà không chịu vãng sanh, nếu ta tu mà khinh thường con đường vãng sanh, nếu ta tu mà cứ nguyện ở lại trong ta bà để mà làm đạo làm cái gì đó, thì bắt buộc tự ta chủ động ở lại trong gọi ta bà, tự ta chủ động ở lại trong lục đạo để mà thọ hưởng cái gì đó, chứ làm sao vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Phần về tất cả đều do chính tâm mình quyết định mà. Mình tu cả một cuộc đời mà mình không muốn vãng sanh, làm sao mình đi về Tây Phương Cực Lạc? Phật hoàn toàn không bắt buộc một người nào đi về Tây Phương, mà đi về Tây Phương là tự nguyện của chúng ta. Ở lại trong sáu đường này là do tự nguyện của chúng ta. Thế mới biết là có nhiều người học Phật trong đời này hầu hết là nguyện ở lại trong sáu đường để hưởng cái gì đó. Người ta không nguyện giải thoát, người ta không nguyện vãng sanh, thì làm sao vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được? Ở đây bác đưa ra là có những người làm công đức rất nhiều, xây chùa, xây miếu đủ thứ hết trơn,
chư vị có nghe là xây chùa. Đâu có bạn cúng dường một vị thánh. Phật còn nói là cúng dường hằng sa chư thánh. Chư thánh trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là chư Phật đấy. Cũng không bằng là một người tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì làm sao chúng ta góp chút công sức nào xây một ngôi chùa gọi là chúng ta có công đức lớn? Công đức đấy làm sao mà cúng dường cho một vị A-la-hán? Vị A-la-hán ở đây đâu có. Dẫu cúng dường cho hằng sa Bồ-Tát mà gọi là 6.200.000 lần. Những số Bồ-Tát nhiều như vi trần cũng không bằng niệm một câu Quán Thế Âm Bồ-Tát. Niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát 100 kiếp không bằng niệm Địa Tạng Vương Bồ-Tát. Niệm Địa Tạng Vương Bồ-Tát một đại kiếp không bằng niệm một câu A-di-đà Phật. Niệm tới hằng sa chư Phật cũng không bằng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy là thành quả vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ở tại cái chỗ là tha thiết nguyện vãng sanh. Chư vị có tha thiết chưa? Rõ ràng chúng ta hãy khui ra những cái chuyện này để mà tìm hiểu thêm tại sao có những sơ xuất quá đáng để cho pháp Phật diêm màu đành hững hờ không cứu được chúng sanh. Hôm nay chư vị hiểu được câu này thì mạnh dạn tự mình đi lấy, vững chắc mà đi, đúng pháp mà đi, để tự mình cứu mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhé. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nhờ sự chỉ điểm của lão cư sĩ Diệu Âm mà bây giờ chúng con đã vững vàng niềm tin hơn, tăng trưởng niềm tin hơn và quyết là coi trọng pháp môn niệm Phật, quyết một đời này niệm Phật để cầu nguyện vãng sanh, thật lòng để phấn đấu đến cuối đời được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, câu hỏi tiếp theo chúng con xin chuyển đến cho bác Tâm Thiện ở Tuyên Quang. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính chào chư tôn đức tăng ni. Chúng con kính chào lão cư sĩ Diệu Âm cùng toàn thể liên hữu đồng tu. Gia đình con có một câu hỏi. Xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi giảng giải giúp gia đình chúng con. Bà ngoại con mới mất được trợ liệm 16 tiếng đồng hồ. Thoại tướng mềm mại, sắc mặt tươi đẹp. Giờ chúng con có cần khai thị thêm và cúng cơm không và cúng cơm như thế nào cho đúng ạ? Kính xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi chỉ dạy chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà. Đầu tiên là chúc mừng cho gia đình của chư vị. Khi hộ niệm cho bà cụ, lưu lại được thân tướng mềm mại là cả một cái phước báu vô lượng của chư vị. Nếu bình thường cụ niệm Phật tốt, huân tu đều đặn câu A Di Đà Phật, đến lúc khi xả bỏ báo thân vì nghiệp khổ đến, làm cho lúc ra đi có chút chướng ngại, nhưng do sự hướng dẫn tích cực của ban hộ niệm, đến 16 tiếng thân tướng biến chuyển tươi hồng mềm mại, thì dẫu có gì đi nữa, bà cụ cũng vượt qua được ba đường ác hiểm rồi, nhất định trở về con đường lành rồi. Nếu thực sự trong lúc biến chuyển đó là do tâm ý cụ đã đến lại trong câu A Di Đà Phật, đã quyết lòng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và đang chờ A Di Đà Phật lai nghinh
tiếp độ. Nếu cụ làm được cái chuyện này thì với cái thông tướng này là cái dấu hiệu báo hiệu cho cụ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó. Trên mỗi lần mà nói tới đây, Di Âm luôn luôn nhắc nhở chư vị đồng tu muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hay hướng đường phước lành hoặc chịu khổ nạn trong ba cảnh khổ, tất cả đều do chính tại mình, hoàn toàn chính tại mình. Còn ban hộ niệm là sự trợ duyên tích cực dẫn dắt đúng đường. Nhất định nguyện mong cho chư vị dẫu một đời này tu hành nhưng sau cùng có trở ngại gì đó, khi nghe ban hộ niệm lên tiếng cảnh cáo, mau mau trực tỉnh cơn mê, định tâm lại niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh, tức khắc có thể cảm ứng chư vị đi thẳng về Tây Phương hay hơn là trở về những con đường lành do cái phước báu niệm Phật trong thời gian mình còn sinh sống. Mong chư vị cố gắng càng chuyên chừng nào càng hay chừng đó. Về cái phần của bà cụ, xin chư vị là phận làm con, giữa đạo và đời chúng ta nên hoàn chỉnh, đừng nên quá cố chấp hay cực đoan. Chính vì thế mà phần cung thất cầu siêu 7 tuần xin chư vị nên tiếp tục làm, đừng nên bỏ. Đó, có thể chư vị có thể nương nhờ vào các tư viện, mời các thầy để tiếp tục cầu siêu cho cụ, hồi hướng công đức cho cụ. Nếu được vãng sanh thì phẩm vị cao và chúng ta làm tròn đạo hiếu một cách an toàn, không có sơ suất. Về phần cúng cơm, xin chư vị có thể hỏi thẳng các thầy. Nếu các thầy tới dặn mình cúng ba chén cơm, mình cứ việc cúng ba chén cơm. Thế gian làm sao chúng ta làm vậy, điều này không có gì chống trái với phương pháp hộ niệm. Nếu chư vị ở trong gia đình quyết lòng ngày ngày niệm Phật, nghĩ rằng mẹ mình bình thường ăn cơm, bây giờ mình cũng đem cái lòng thành đó mà dâng chén cơm lên mẹ vẫn tốt như thường. Những việc làm này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc vãng sanh hay không. Mong chư vị cứ làm, lấy cái lòng thành, lấy lòng tin, lấy lòng hiếu nghĩa mà làm. Người sống cũng như người chết, kính mẹ lúc qua đời giống như kính mẹ lúc hiện tiền. Chư vị cứ việc làm, đem một chén cơm để lên dâng mẹ đều là tốt cả, không có gì trở ngại. Cho nên mong chư vị cứ việc làm để cho nó tròn nghĩa, trọn tình, hoàn toàn không ảnh hưởng gì con đường vãng sanh của mẹ cả. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Là câu hỏi tiếp theo chúng con xin chuyển đến cho bác Hà Thị Lành. Nam mô A Di Đà Phật. Chắc bác Hà Thị Lành không có ở đây, xin chuyển tiếp theo cho bác Tâm Hạnh. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy cư sĩ Diệu Âm. Con kính chào tất cả những vị đồng tu trên thế giới. Con có câu hỏi sau đây. Con có một vị đồng tu cách nay 3 năm là ban hộ niệm, con từng đi hộ niệm cho người thân của vị đồng tu đó thời gian được 8 tiếng. Thì gia đình của vị đồng tu đó để làm hậu sự tổng niệm cho cụ. Sau khi đó vị đồng tu đó có nghe pháp của ngài sĩ Diệu, pháp của ngài Tịnh Tông là nói là 24 tiếng đồng hồ sau còn thăm thân được. Bắt đầu vị đồng tu của con đó mới áp dụng vô cái pháp đó, là trong khi luyện
là vị đồng tu đó mới nói những cái quan niệm đó là đừng đóng cái nắp hòm lại, để đúng 24 tiếng sau vị đồng tu đó đỡ thâm thân. Thì con xin cư sĩ Diệu Âm khai thị cho con biết như vị đồng tu của con đó làm như vậy có đúng lý đúng pháp hay là bị sai lý sai pháp, để cho con hiểu thêm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nếu chư vị để 24 tiếng thăm rất là tốt, nhưng ở tại đây có một cái điều hơi mâu thuẫn là đã để trong quan tài rồi thì còn thăm thân gì nữa. Thăm thân là nhẹ nhàng thăm cái thân đó trong khi đã làm hậu sự rồi, tức là tắm rửa, thay áo thay quần rồi, còn thăm thân gì nữa. Đây là một điều mà thấy mâu thuẫn. Thăm thân có nghĩa là từ lúc tắt hơi cho đến lúc thăm thân đó hoàn toàn không được đụng chạm vào cái thân xác của người ra đi. Chết, đằng này 8 tiếng đồng hồ đã thăm thân rồi làm hậu sự. Làm hậu sự xong rồi nghe pháp ngài Tịnh Không 24 tiếng đồng hồ thăm, rồi sau đó để cái hòm để mà thăm. Thì trong lúc mà thay áo thay quần rồi tắm rửa đủ thứ trơn, còn gì nữa đó mà thăm thân. Cho nên sai cái chỗ là đã hậu sự trước, còn thăm thân chi nữa. Cho nên mong chư vị cố gắng là áp dụng cho đúng. Nếu chư vị quyết lòng để 24 tiếng đồng hồ thăm thân, tuyệt vời vô cùng, hay vô cùng, không sao cả. Còn thường thường nếu mà gấp quá thì ít ra cũng 8 tiếng. 8 tiếng là thực sự cho những người mà cao căn lắm mới có thể thực hiện được. Tại vì 8 tiếng mà viên mãn là những người có tu hành tốt, ít vướng bận. Nếu 8 tiếng mà đã tốt thì hy vọng là trong từ lúc mới tắt hơi cho đến 8 tiếng họ không bị trở ngại gì cả. Hy vọng như vậy. Còn hàng ngày đến không khuyên là 12 tiếng đồng hồ thăm thì mới an toàn, là tại vì người phàm phu chúng ta tham chấp quá nhiều, còn mê mờ quá nhiều, trên vướng nặng thường hay nặng, càng về sâu chứng tỏ càng nặng. Chính vì vậy mà ngài nói là thường thường 8 tiếng chưa chắc gì đã an toàn, hãy đến 12 tiếng. Còn sau này do hy vọng là vì con người càng ngày càng mê chấp, cho nên sự vướng nặng càng ngày càng lâu, chúng ta có thể tăng lên 14, 16 tiếng cái đi tùy. Mong chư vị nhớ là thăm thân là từ cái lúc tắt hơi cho đến lúc đó không được đụng chạm gì cả. Và trước khi thăm thân chúng ta lên tiếng báo cáo cho người ra đi biết, để họ có gì còn trở ngại thì không quá coi như là phong ngỡ ngàng. Thăm rất nhẹ nhàng, thăm từ dưới thăm lên, để mà có trở ngại nào cũng không ảnh hưởng đến cái thần thức người ra đi. Còn đây là một người đã làm hậu sự, tức là thay áo thay quần, là tắm rửa rồi bỏ trong quan tài rồi, còn thăm làm chi nữa. Cái việc thăm sau này chẳng qua là vô ích, hoặc là thăm để hiếu kỳ thôi, chứ không phải là thăm để cứu người ra đi thoát nạn đâu nhé. Mong cho vị hiểu được như vậy, phải cẩn thận làm cho đúng pháp. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, và cũng xin cảm ơn công đức của bác Tâm Hành. Nhờ câu hỏi của bác Tâm Hành mà chúng con cũng ngộ ra, chính cùng chúng con là những người hồ niệm, chính chúng con rất thờ ơ, chính chúng con còn mắc đầy sơ suất, chính chúng con không có thâm cứu vào pháp môn hồ niệm mà cũng đi hồ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ tiếp theo chúng con xin chuyển đến câu hỏi cho bác Diệu Âm xong. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch cư sĩ, con xin có một cái sự kính xin cư sĩ giải thích sự lợi ích khác biệt của sự học tập trực tiếp trên Zoom và xem YouTube. Có nhiều vị đến niệm Phật thì đến cũng muốn vãng sanh, nhưng lên Zoom học hộ niệm thì không.
nhưng xem trên YouTube nhiều vị nói có những câu hỏi nhiều lần quá nên mất thời gian. Xem những gì đúng với ý mình trên YouTube thì nhanh hơn. Vậy có cần phải ép và động viên chư vị đó vào Zoom hay không, hay để tùy duyên? Những vị chỉ xem những gì đúng với ý mình thì được lợi ích như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin bác xong hãy để tùy duyên đi. Không nên ép buộc một người nào cả. Tất cả đều do duyên mỗi người. Có nhiều người nghĩ rằng là pháp hộ niệm đơn giản là tại vì có chính họ đã nhuần nhuyễn, đã hiểu thấu và làm giỏi rồi cho nên không cần, cũng đúng. Còn theo dâm nghĩ cũng chẳng khác gì một người tập võ vậy. Người thầy luôn luôn bắt các vị học sinh tập võ đó tập mãi những thế hết sức là quen thuộc, nhuần nhuyễn chừng nào các ngài càng tập nhiều chừng đó. Chính những người tập nhiều đó khi lên đài có dịp thắng cuộc. Còn những người nào cứ nghĩ thế võ này thường quá không tập, họ biết đấy, nhưng khi lên đài thì ứng dụng không được, nhiều khi một chiêu đã bị gục rồi. Xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm là dạy cho chúng ta đấu tranh thắng sanh tử luân hồi đấy, thắng thắng cái ma chướng tử nạn đấy, thắng cái đọa lạc trong tam đường, trong tam đồ ác đạo đấy. Cuộc chiến này vô cùng kinh khủng, cuộc chiến này vô cùng căng thẳng. Nếu chúng ta biết mà chúng ta học không thuần thục, mình cứ tưởng như vậy là lúc cuối cùng chúng ta ra chiêu ngon lành, không ngờ đến cuối đời khi mà đối diện với chiến trọng trước sự sanh tử, họ chỉ cần ra một chiêu ta đã ngã quỵ rồi. Cho nên xin thưa với chư vị, tất cả đều do sự lão luyện là như vậy. Còn phải lão luyện chúng ta mới thực hành được. Cũng như trong mấy tuần qua chư vị thấy không, một người mà chuẩn bị trước có ban hộ niệm kinh nghiệm tới hướng dẫn, một cháu bé ít tu sau cùng vẫy tay ra đi chào tạm biệt mọi người, lưu lại thân tướng khá đẹp. Cũng có những vị tu bấy 80 năm mà lơ là, tưởng rằng cuộc chiến với sanh tử luân hồi đơn giản như trên lý thuyết, vô tình sau cùng tất cả những lý thuyết đó biến thành mây khói. Những cái gì chúng ta tin tưởng bây giờ lúc đó biến thành huyễn vọng, không thực hiện được. Thành ra một chiêu ta đành thất bại. Chính vì thế mà nếu những người nào thực sự cần phải nghiên cứu hộ niệm cho nhiều, để mà khi gặp trường hợp cha ta, mẹ ta, anh ta, chồng ta, em ta, chú ta hữu sự, ta thực hiện một cách chính xác, vững vàng, ta có đủ cái công năng mà cứu vớt người thân chúng ta vượt ách nạn, thì hãy nên cố gắng tập luyện phương pháp hộ niệm cho nhiều, tập thế khai thị cho nhiều một chút, tập thế ứng xử trước những cái biến cố của người thân nhiều một chút, thì lúc đó hy vọng chúng ta gỡ dễ hơn một chút. Nếu chúng ta sợ ý,
cứ cho rằng là bình thường quá. Khi gặp sự thật, nhiều khi chúng ta chưa kịp phản ứng gì đã bị đánh gục rồi. Lúc đó chúng ta lo tu, không nên mà quá coi như phan duyên bắt buộc người ta không được đâu. Tất cả đều tùy duyên mới hay vậy. A Di Đà Phật. Chúng con xin cảm ơn công đức của bác Diệu Âm Song. Nhờ câu hỏi của bác Diệu Âm Song mà đúng với cái tình hình thực tế của chúng con, đúng với cái tâm trạng của rất nhiều người thờ ơ Pháp Hồ Niệm, rất nhiều người coi thường Pháp Hồ Niệm, rất nhiều người nghe qua mà đã tưởng là hiểu hết rồi. Cho nên đến lúc chính người thân của mình nằm xuống, mình không có cách nào mà cứu được. Chính mình lúc mà lâm chung không có cách nào mà thoát được. Nhờ câu hỏi của bác Diệu Âm Song mà đánh thức cho chúng con, để cho chúng con phải trân quý lấy cái huệ mạng của mình, trân quý lấy cái cơ hội này, trân quý lấy cái trang Zoom này, trân quý lấy những lời hướng dẫn của lão cư sĩ Diệu Âm. Đã được bao nhiêu người trân quý cái cơ hội này, trân quý cái lời khai thị này mà ra đi để lại thoại tướng tốt đẹp, đã thành tựu. Còn biết bao nhiêu người vì thờ ơ mà đành phải ngậm ngùi đắng cay. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, câu hỏi tiếp theo chúng con xin chuyển đến cho bác Hoàng Thị Mơ, pháp danh Diệu Phước. Diệu. Dạ. Diệu Phước. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, mời bác nói đi. Con xin kính chào chư tôn thiền đức. Con kính chào thầy Diệu Âm cũng như chư vị đồng tu trên toàn thế giới. Hôm nay chúng con đang niệm Phật hộ niệm giúp đỡ cho Phật tử Hoàng Thị Mơ, pháp danh Diệu Phượng. Phật tử Hoàng Thị Mơ có duyên lành nghe qua khuyên người niệm Phật đã mấy năm nay của thầy Diệu Âm, và cụ đã dặn con cháu khi về già là mời ban hộ niệm đến trợ giúp. Nay cụ 85 tuổi, vì mang thân bệnh trọng, bác sĩ đã không chữa được nữa, và cụ đã con cháu đã làm theo lời cụ dặn là mời ban hộ niệm về hộ niệm giúp đỡ cho cụ. Nhưng vì bệnh khổ bức bách, cụ tin tưởng Phật pháp muốn vãng sanh Tây phương, nhưng mà con thấy cụ là niệm Phật còn yếu. Hiện nay con kính nhờ thầy Diệu Âm khai thị khuyến tấn động viên cho cụ, cũng như là gia đình, cũng như điều giải oan cho chủ cho cụ, để cụ vững vàng tin tưởng niệm Phật để được viên mãn vãng sanh Tây phương cực lạc trong cơ duyên này. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cụ nghe nhớ. A Di Đà Phật. Không biết là cụ Diệu Phượng có nghe rõ không? A Di Đà Phật, cụ nghe rõ đấy ạ. Rồi rồi, vỗ tay đi, mừng lắm rồi. Rồi, cũng vỗ tay đi, cậu Phượng, vỗ tay đi. Cô Diệu Phượng ơi, Diệu Phượng hay Diệu Phương? Diệu Phượng à. Diệu Phượng tức là con bên cạnh con rồng đấy mày. Dạ, đây, bên cạnh con rồng đấy. Cô Diệu Phượng ơi, cô có cái duyên nghe khuyên người niệm Phật mà tu, thì bây giờ đây gióm là người viết lời khuyên người niệm Phật, khuyên cụ nữa, cụ thấy có vui không? Vui không cụ Diệu Phượng? Vui đã nha, được rồi, vỗ tay đi, vỗ tay đi. Cụ có duyên lành, thực sự cụ có duyên lành. Bắt đầu từ đó cụ quyết lòng niệm Phật, con cái cũng đồng thuận với cụ, hỗ trợ con đường vãng sanh của cụ. Bệnh hoạn đã đến kỳ, mình phải xả bỏ báo thân rồi. Nhớ nghe cụ, khuyên người niệm Phật chẳng qua là giới thiệu. Bây giờ nằm một chỗ,
quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh là cụ thực hành con đường vãng sanh chứ không còn lý thuyết nữa. Khuyên người niệm Phật cũng nghe được chẳng qua là lý thuyết. Hôm nay cũng nằm trên giường bệnh, mời đồng tu đến hộ niệm là cụ thực hiện con đường vãng sanh cho chính mình. Thực hiện vô cùng quan trọng, thực hiện vô cùng chính xác, thực hiện quý hơn lời khuyên người niệm Phật cả hàng ngàn vạn lần đấy cụ. Cụ Diệu Phượng có nghe rõ không? Nhất định niệm Phật mạnh lên, quyết định niệm Phật tinh chuyên, quyết định buông vạn duyên xuống, niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh cụ nhé. Nhất định trong những ngày tháng cuối cùng này phải đi về cho tới Tây Phương Cực Lạc thành đạo thì cụ viên mãn đường tu, chứ không phải nghe những lời khuyên người niệm Phật vấn vơ nào trong cái sách đó mà thành tựu đâu. Chính những hành động khi cụ nằm trên giường bệnh này, không buồn, không lo, không suy nghĩ chuyện thế gian nữa, buông hết xuống đi, thành tâm niệm câu A-di-đà Phật với đại chúng, quyết lòng chi tiết trở về Tây Phương trong một cơ hội này, cụ sẽ hoàn mãn được tất cả tâm nguyện thành đạo mà vô lượng kiếp qua không làm được. Xin hỏi cụ Diệu Phượng nè, cụ quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không? Quyết lòng không cụ? Đã ngắt ra cái đầu vỗ tay lên đi, vỗ tay lên đi, nhắn rồi bùng đơ lên, vỗ tay nói không? Không vỗ tay nói yếu quá rồi. Thời gian lưu lại thế gian này vô cùng ngắn tạm, vô tình cụ Diệu Phượng lại đi về Tây Phương trước Diệu Âm. Rõ ràng là Diệu Âm đang vô cùng hân hoan, vô cùng kính ngưỡng cụ đấy. Cụ Diệu Phượng có nghe nói không? Nhất định nha, vững vàng lên nha. Một đời này thành đạo không dễ gì có mấy ai bằng cụ đâu. Cụ Diệu Phượng có nghe rõ chưa? Quyết lòng không? A-di-đà Phật quyết lòng thì giơ tay lên coi, ráng vùng lên mà cười một tiếng rồi vỗ tay coi. Cụ Diệu Phượng ơi, vỗ tay lên, vỗ tay được không? Cái máy đứng rồi. Nguyện mong cho chư vị trong pháp giới có duyên với Phật tử Hoàng Thị Mơ pháp danh Diệu Phượng, mong chư vị phát tâm hộ niệm trợ duyên cho Phật tử Diệu Phượng an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đừng nên đem tình chấp thế gian ra cản ngăn con đường vãng sanh của một người quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương. Nguyện mong chư vị buông tất cả oán tù ra, cùng nhau niệm Phật. Trong một cơ duyên này, tất cả đều thoát vòng sanh tử khổ nạn, về tới Tây Phương hướng đời an vui cực lạc, thành đạo vô thượng. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin vỗ tay cụ Diệu Phượng đi chứ về. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng là hoan hỷ mỗi lần được nghe, được chứng kiến những người trước cái lúc và lâm chung mà vẫn tin tưởng tuyệt đối, vẫn tỉnh táo và quyết lòng về Tây Phương Cực Lạc, làm cho niềm tin của chúng con cũng được tăng trưởng. Ý xin chư vị đồng tu cho một tràng vỗ tay thật lớn để mà động viên cho cụ những người mơ để một đời này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, đây dạ, cũng là vỗ tay, vỗ tay nữa đi cho về vỗ tay này. Cô Diệu Vân thấy cô Diệu Vân vỗ tay đấy, giỏi lắm rồi đấy. Vỗ tay là bản thân đấy chứ vị. A Di Đà Phật. Dạ, xin cảm ơn công đức của ban hộ niệm và Bảo Thi, và cũng xin ban hộ niệm quyết lòng để mà hộ niệm cho cụ. Không biết là anh Bảo Thi còn có muốn đề đạt gì nữa không? Dạ có hả? Cầu xin thầy dạy âm từ bi khai thị cho bản thân đại chủ cho cụ ạ. Vừa giờ mạng bị lỗi ạ. Thì vừa khai thị xong rồi. Thầy vừa khai thị nói chẳng rồi đấy. Vừa giờ mạng bị lỗi ạ. Không nghe được một chút nào ạ. Thôi được rồi. Bạn bị lỗi nghe bây giờ, nghe bây giờ nó nói lại. Thực ra là hồi nãy có điều giải rồi. Bây giờ xin điều giải lại cũng không sao. Cụ Diệu Phượng ơi, nghe này nha. Một đời này cuối cùng mà cậu tin vào câu A Di Đà Phật, đang quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương, là do thiền căn phước đức của cụ lớn lắm đấy. Nhất định tin tưởng vững vàng mà đi vãng sanh nha. Cụ Diệu Phượng có đồng ý không? Rồi, đầu vỗ tay đi. Thế nhưng ra đi trong cơn bệnh là chứng tỏ nghiệp chướng đang hiện hành đó cụ. Tại sao có nghiệp chướng? Là do trong lúc mê mờ mình tạo nghiệp. Cụ Diệu Phượng hôm nay trước những giờ phút rời bỏ thế giới này về Tây Phương Cực Lạc, cụ có mạnh dạng xin sám hối những lỗi lầm của mình không cậu? Sám hối không cậu? Chí thành sám hối là cái cơ hội cho cụ cảm ứng đạo giao đó. Sám hối không cậu? Nếu sám hối thì giơ tay lên đây cho báo cho người mà biết đây. Đây, vỗ tay, giỏi lắm, được rồi. Chỉ còn một lòng chân thành, chí thiết sám hối, tự chuyển đổi cảnh giới, biến cụ từ một người phàm phu Nguyễn Thị Mơ này trở về Tây Phương thành Bồ Tát Diệu Âm đây. Nhớ nghe cụ nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Diệu Âm xin thay mặt cho gia đình và chính bản thân Hoàng Thị Mơ pháp danh Diệu Phượng cùng thành tâm khấn nguyện chư vị trong pháp giới hữu duyên. Nguyện mong chư vị đồng lòng phát tâm niệm Phật, hộ niệm cho Phật tử Hoàng Thị Mơ pháp danh Diệu Phượng an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị ơi, đã làm một phàm phu trong sáu đường luân hồi này, ai cũng có lúc mê mờ tạo nghiệp, nhưng điều quan trọng là cuối cùng Phật tử Hoàng Thị Mơ pháp danh Diệu Phượng đã kiết thành sám hối, đã quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương với mục đích thành tựu đạo quả, để có năng lực trở về khắp pháp giới cứu độ chúng sanh. Cả những vị đã do chính Hoàng Thị Mơ pháp danh Diệu Phượng sơ xuất tạo nên nghiệp khổ, cúi mong chư vị cũng nên nương theo cơ hội này, hãy cùng nhau ly bỏ cảnh đời khổ nạn trong sáu đường luân hồi, hãy cùng nhau niệm Phật trở về Tây Phương. Phật dạy, chân tâm từ tánh của mỗi chúng ta là Đức Như Lai. Hãy mau mau trở về cảnh giới Phật để cùng nhau thành đạo, thoát cảnh đời đau khổ, đọa lạc mà vô lượng kiếp qua chư vị cũng như Phật tử Hoàng Thị Mơ đã trải qua. Gặp cơ hội giải thoát này, nguyện mong chư vị mạnh dạn tin lời Phật dạy,
niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, 10 niệm một niệm tất sanh. Nguyện cho Hoàng Thị Mơ pháp danh Diệu Phượng quyết lòng quyết chí niệm Phật vãng sanh thành đạo. Nguyện mong chư vị pháp giới hữu duyên cùng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, trong một cơ hội này cùng về Tây Phương thành đạo, chấm dứt sanh tử khổ nạn, vãng sanh vô tử, thành bất thối Bồ Tát, thành Phật trên cõi Tây Phương, có đủ năng lực cứu độ chúng sanh, cứu thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, cùng về Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin vỗ tay chúc mừng cụ Hoàng Thị Mơ đi chư vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con vô cùng là biết ơn công đức của lão cư sĩ Dầu Âm, và cũng kính mong gia đình của cụ Hoàng Thị Mơ, con cháu hãy lắng nghe và làm theo những hướng dẫn của ban hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, câu hỏi tiếp theo chúng con xin chuyển đến cho bác Tuệ Phong ở Vancouver, Canada. Nam mô A Di Đà Phật. Chắc là nhà bác quên mất chưa bật mic rồi. Chưa bật mic rồi, anh Thiện bật giúp cái mic. Được chưa, Minh Hoàng kiểm tra xem mic của anh Thiện đã được chưa? Di Đà Phật, dạ thưa chú là anh Thiện có bật mic rồi, bác Tuệ Thông bật mic rồi. Mà không nghe được. Ghế, khoảng 7 giờ tối, không nghe được. Dạ Di Đà Phật, xin bác trình bày lại, bây giờ nghe được rồi. Dạ. Xin bác nói to lên một chút. Dạ, xin ngồi hỏi Ngài Diệu Âm là cách đây 2 tuần, tôi tối 7 giờ tối tôi nằm thì có một ánh sáng rọi rực trên đầu tôi giống như một cái đèn cao áp rọi vậy. Xin hỏi Ngài cho tôi biết đó là sao? Có phải Phật thọ ký không? Xin hỏi là cậu thấy ánh sáng trong lúc nào vậy? Dạ 7 giờ tối. 7 giờ tối. Diệu Âm này đôi lúc cũng thấy ánh sáng như vậy. Yeah. Ban đầu tưởng là Phật thọ ký, nhưng khi đi tới bác sĩ nhãn khoa thì người ta phát hiện ra là con mắt của mình có trở ngại. Người ta cho thuốc uống sau đó không thấy nữa. Thường thường là như vậy. Khi cái con mắt của chúng ta có nhiều sự trở ngại, nhiều khi chúng ta nhắm sau tự nhiên thấy nó lóe ra những ánh sáng. Thường lắm. Thì xin bác là nếu mà thường xảy ra như vậy thì cứ mạnh dạn tới các vị nhãn khoa hỏi họ, thì họ sẽ soi vào mắt mình, họ sẽ phát hiện ra là trong võng mô của mình có một cái điểm gì, có một sợi thần kinh nào nó bị kẹt trong đó, nó sinh ra như vậy. Chứ giờ mình nghĩ là không phải là Phật thọ ký đâu. Trên đời này không dễ gì mà có một người tu hành mà được Phật thọ ký. Không biết là bác Tuệ Thông này đã tu hành tốt chưa? Đã có chứng quả gì chưa? Nếu mà có chứng quả thì có Phật thọ ký. Mà Phật thọ ký là thường thường Ngài hiện thông ra rõ ràng. Không biết là bác tu hồi giờ tốt chưa? Có được nhất tâm bất loạn không? Dạ được. Được nhất tâm bất loạn rồi. Được nhất tâm bất loạn rồi thì cần chi phải hỏi Diệu Âm. Diệu Âm là một người chưa nhất tâm bất loạn. Mà nếu mà cụ Tuệ Thông mà đã nhất tâm bất loạn thì tự cũng biết tại sao là hỏi Diệu Âm. Theo Diệu Âm nghĩ là có thể đã hiểu lầm rồi. Yeah. Đã hiểu lầm rồi. Tại nhớ thì... là nhất tâm. Nói đi. Dạ.
Tại vì má tôi tối ngủ cũng có ánh sáng xẹt lên đầu, rồi hậu niệm xong rồi má tôi giảng sanh. Má tôi là người tôi gửi hình qua cho ngài Diệu Âm coi đó. Thực sự nếu mà Tuệ Thông nói là đã nhất tâm bất loạn, thì nhất tâm bất loạn là một cảnh chứng đắc. Tuệ Thông đã trở về với chân tâm tự tánh rồi, chắc chắn không cần hỏi gì âm. Mà đã hỏi gì âm thì âm nghĩ rằng có thể đó là di truyền chăng. Người mẹ trong lúc thấy những ánh sáng sẹt đó cũng không phải là do Phật thọ ký đâu. Tại vì không có trong kinh nào báo rằng là Phật phóng ánh quang sẹt sẹt tới để thọ ký. Mà thường thường Phật thọ ký là những người nào tu hành chứng quả. Chú tu hành đã được nhất tâm bất loạn, tức là cảnh chứng quả, thì Phật hiện thân thọ ký, chứ không phải là Phật sẹt tới ánh sáng mà làm cho chúng ta mê mờ đâu. Cho nên có thể là hiểu lầm. Hơn nữa, nếu người mẹ đã vượt được Phật thọ ký thì không cần hộ niệm cũng có thể vãng sanh và biết trước được ngày vãng sanh. Còn những người hộ niệm thường thường là những người ta gỡ rối cho mình, hướng dẫn cho mình. Đã hộ niệm thì không phải là nhất tâm bất loạn đâu nhé. Cho nên cố gắng, nếu thành tâm niệm Phật tiếp tốt lắm, đừng có nghĩ rằng là những cái cánh sẹt sẹt đó là Phật thọ ký. Nhiều khi mình bị sơ suất không tốt, thành tâm chí thành mới tốt. Còn những cánh gió nó coi chừng, nhiều khi do con mắt của mình có một sợi thần kinh nào bị kẹt, thường thường nó sinh ra như vậy. Rất nhiều người có hiện tượng này, hiểu lầm là Phật thọ ký, chứ Phật thọ ký không phải là những cái, dùng những cái ánh sáng hay là những cái dấu hiệu nào đâu. Thường thường Phật thọ ký rõ ràng, và người được thọ ký thường thường minh minh bạch bạch, chứ không không mơ hồ đâu nhé. A Di Đà Phật. Là kính bạch lão cư sĩ Dầu Âm, theo chúng con được biết thì bác Tuệ Phong đang ở trong giai đoạn bệnh rất là nặng, mà rất là cần sự hộ niệm, cho nên là các bạn đồng tu đang cần bác để mà nhận rõ ra chính mình. Nếu mà bác nhận rõ ra chính mình để cần hộ niệm thì mới có thể hộ niệm được. Thì không biết là anh Thiện hoặc là chị Lộc, chị Tâm Hành ở đấy có nói rõ hơn về tình trạng của bác cho lão cư sĩ Diệu Âm được không? Ca nào giảng sanh, ca nào không giảng sanh, tôi đại khái cũng biết 20%. Chị tôi không nói lại từ đầu đi, đang đóng cái mic rồi mà nói không có nghe, nói không có rõ lắm, nói lại từ đầu. Tại vì mỗi lần tôi về Việt Nam á, là đi hộ niệm mấy chục ca rồi, tôi nhìn thấy là người nào giảng sanh, người nào không. Rồi sao nữa? Dạ, đi vậy rồi. Xin thưa với chị đi về Việt Nam là tham gia mấy chục ca hộ niệm cũng không phải là bảo đảm cho chính mình được vãng sanh, mà chính chị muốn được vãng sanh thì chị muốn nói gì chị nói đi, chị nói cho đã đi rồi chị nói cho đầy đủ đi rồi tôi nói, chứ còn không không nên mà cứ nói qua nói lại thì nó trở ngại quá. Chị nói tiếp đi. Hệ thống đã bị trở ngại rồi, nó không nghe nữa. Xin anh Thiện nhắc lại lời của bác chậm rãi để nghe được. Và khi xin kính xin bác Tuệ Thông, khi mà bác cần lão cư sĩ Diệu Âm giúp đỡ thì lúc nào mà lão cư sĩ Diệu Âm nói chuyện thì bác phải lắng nghe. Nếu mà bác không lắng nghe thì không có cách nào mà để giúp bác được. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, dạ thưa chú là cái internet ở bên đó rất là chậm, cho nên là nó đã bị đứng rồi. Dạ thôi, chúng con sẽ chuyển lại bác
sau nếu mà còn thời gian. Và câu hỏi tiếp theo chúng con xin chuyển đến cho bác Nguyễn Chí ở chùa Vĩnh An. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, nghe bác nói đi, bác gần vào cái microphone một chút. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con kính chào chú Diệu Anh, chúng con kính chào chú Đức Tây, kính chào các đoàn tu. Dạ, chúng con có bài hỏi vài điều trong lúc hỏi, trong lúc hộ niệm cho người tâm chung, chúng con có nhận hộ ca hộ niệm cách đây vài hôm, chuyển cho bộ này 12 giờ rồi, nhưng khi khám thì thân thể cụ vẫn chưa chuyển, vẫn cứng. Chúng con xin gia đình tiếp tục niệm 2 giờ nữa và hai thầy cụ niệm được 14 tiếng nhưng thân thể vẫn chưa chuyển. Chúng con xin tiếp tục xin gia đình niệm thêm được 16 tiếng nữa và giờ đó chúng con niệm xong và chúng con tán thân thể. Chúng con thấy tay thì mềm nhưng chân vẫn còn cứng. Thấy vậy chúng con cố thuyết phục gia đình để cho chúng con niệm thêm 1 giờ nữa và trong 1 giờ niệm xong chúng con thấy bàn chân chuyển đỏ và có cơ thể mềm nhưng các khớp ngón tay và ngón chân hơi sượng chưa có mềm dẻo hẳn. Về gia đình cách lúc đòi chúng con giao lại nên chúng con không có thể niệm được nhiều hơn. Và sau một tiếng đó thì chúng con thấy thân thể chuyển và mềm nhưng mà theo các cái đầu ngón tay thì còn hơi cứng cứng vậy. Xin chú từ bi, chú Diệu Anh từ bi giảng giải cho chúng con hiểu như vậy người bệnh này có trở ngại không, có giải thoát không? Chúng con xin cảm ơn cảm niệm công đức của chú. Xin chú khai thị cho chúng con hiểu rõ để cho chúng con có thể đi hộ niệm những ca khác, chúng con có thể biết rõ hơn. Dạ, anh đi đọc Phật. Trường hợp này cũng thường xảy ra lắm. Khi mà đi hộ niệm, chư vị lấy đây làm những cái kinh nghiệm. Một người 12 tiếng đồng hồ thân tướng chưa tốt là cái hiện tượng khi người ra đi đến giờ phút đó vẫn bị ách nạn. Muốn giải quyết cái ách nạn này, mong chư vị trong lúc mình chưa bệnh lo tu tập tốt một chút đi, cố gắng ăn ở hiền lành, buông xả nhiều để khi xả bỏ báo thân mình không bị vướng vào những chỗ sai lầm, không còn sơ suất, thì khi mình ra đi tránh được những hiện tượng này. Nếu một người đó hộ niệm 12 tiếng đồ nhưng sau đó tiếp tục hộ niệm thân tướng bắt đầu chuyển thì đây cũng là một người có hiện tượng tốt. Thì khi mà 12 tiếng không tốt rồi, mong ban hộ niệm hỏi thêm gia đình coi thử là cái người ra đi này còn có vướng chấp điều gì khác ngoài những điểm mà mình đã khai thị hướng dẫn gỡ rối cho bà cụ này nữa hay không. Hãy cố gắng tâm lý hỏi người nhà, tại vì có nhiều chuyện rất là quan trọng
Nhưng người nhà vị không có kinh nghiệm về hộ niệm, không biết về hộ niệm, thành ra cứ tưởng đây là những chuyện bình thường, không liên quan gì đến vấn đề vãng sanh. Thực ra những cái điều mà họ chưa nói ra nhiều khi lại là những điểm chính yếu mà mình còn phải nhắm tới để gỡ rối cho người bệnh đấy. Thì trong cái khoảng thời gian này, mong các vị tổ trưởng hãy khuyên gia đình cùng lấy Phật, cầu Phật gia trì để các thành viên niệm Phật, còn chính mình thì hỏi thêm gia đình, tìm cho ra những cái yếu tố nào mà mình chưa biết để khai giải. Nếu mình phát hiện ra một điểm quan trọng mà gia đình chưa thông báo cho mình, hãy đến bên cái thân xác của người ra đi đó, thành khẩn nói rõ lời, nói mạnh tiếng, nói chậm rãi, vững vàng, để giúp cho cái thần thức đó, nếu thực sự đập vướng chấp vào cái đó, mau mau phải buông xả chuyện này ra để niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu chưa bị khai thị đúng, thường thường khoảng chừng một tiếng sau là có thể thân tướng chuyển. Chuyện đây là do cái thần thức đó nghe được lời khai thị mà chuyển biến. Thì sự chuyển biến này là một cái ân đức lành cho chính họ. Họ có thể thoát được ba đường ác hiểm, trở về con đường lành đấy. Thì đây cũng là một hiện tượng hay, là từ niệm thêm đến 16 tiếng thì tất cả những chỗ từ 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 chuyển lần. Thì xin tư vấn tư cho vị, từ lúc mà mắc nạn cho đến lúc gỡ nạn luôn luôn có sự chuyển hóa. Chuyển hóa từ từ chứ không phải đùng một cái trong một phút, hai phút chuyển liền. Thì thường thường chuyển một tiếng, hai tiếng chuyển như vậy, đây là một hiện tượng tốt. Nếu mà ban hộ niệm kinh nghiệm mạnh dạn tiếp tục khai thị tiếp và niệm Phật tiếp, thì sự chuyển biến này là gỡ cho họ những ách nạn trong ba đường khổ. Nếu thực sự trở về hoàn toàn mê mại thì họ có thể trở về con đường lành, còn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hay không là cái chuyện mà chúng ta sẽ nói sau. Thì xin thưa với chư vị, nếu mà ban hộ niệm và gia đình cùng thành khẩn, nhất là gia đình cùng lấy Phật cầu Phật gia trì, ban hộ niệm khai thị có sự chuyển biến lần lần, nếu tiếp tục niệm khoảng chừng một tiếng hai tiếng nữa thì toàn thân có thể mềm mại hết. Đó là do sự hướng dẫn khai thị của ban hộ niệm mà chuyển được cái cảnh giới của người bệnh đấy. Còn trong lúc chuyển biến đó là do sự khai thị đúng mức và người đã bị chết rồi đó định tâm lại niệm câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, do cái sự mệnh định tâm niệm Phật của họ cũng có thể họ vãng sanh. Nhưng cái điều này thì không dám chắc, bắt buộc phải hỏi chính người đó. Mà bây giờ người ta chết rồi, làm sao hỏi được. Mong chư vị hiểu được như vậy. Thì trong lúc tu hành này, chúng ta phải lo định tâm trước, lúc ra đi đừng chao đảo, lúc ra đi phải quyết tâm vãng sanh, để chúng ta vượt luôn tất cả mọi chướng ngại, đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc luôn. Nói chung lại, hiện tượng này là hiện tượng tốt, nhưng nói rằng người đó vãng sanh Tây Phương thì không dám nói, mà chuyển trở về con đường lành thì có thể. Nếu mà thực sự thân chứng mềm mại, tốt lành thì nhất định họ trở về con đường lành nhờ cái công đức của hộ niệm đấy. A Di Đà Phật. Để chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Dụ Âm, và cũng xin cảm niệm công đức của bác Nhật Chí. Nhờ câu hỏi của bác mà chư vị đồng tu cùng với chúng con học được rất nhiều kinh nghiệm, và cũng biết rằng hộ niệm là một pháp đại tu, chúng ta phải trân quý, phải tìm hiểu để tu ngay từ bây giờ, chứ không có chính gia đình chúng ta làm cho chúng ta mất phần vãng sanh vì không biết đến pháp hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Và câu hỏi tiếp theo chúng con xin chuyển đến cho bác Hoàng Thị Mùi, pháp danh Diệu Ngô. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Để bác nói đi ạ, nghe rồi, bác ngồi gần mic một tí, bác nói to lên một chút ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào các hiền đức tăng ni chứng minh, xin kính chào lão cư sĩ Diệu Âm và các vị đồng tu trên toàn thế giới. Phật tử con là Hoàng Thị Mùi, pháp danh Diệu Ngọ, ở đạo tràng chùa Khâu Lâu, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Con có câu hỏi xin lão cư sĩ Diệu Âm chỉ dẫn cho con để con hiểu rõ ạ. Hôm mùng 5 tháng 7 âm lịch vừa qua, đạo tràng chùa con có bắt đầu thực tập hộ niệm ca đầu tiên cho một Phật tử. Con xin giải thích thêm là ở chùa con này chưa có ai là lên Zoom để tham gia vào chương trình hộ niệm như con, chỉ có một mình con thôi. Và các thiết bị thì vẫn rất thiếu, chùa thì chưa có mạng, cho nên là con cũng đặt vấn đề xin thiết bị nhưng mà chưa có mạng, cho nên là ban hộ niệm quốc tế cũng không thể về cho được. Và bây giờ thì con đang chỉ đặt vấn đề xin một số những các cái thẻ nhớ hay chip về để gieo duyên cho các Phật tử ở chùa con thôi ạ. Cái chủ sám ở chùa con có thực hành như sau. Một là lập bàn thờ Phật. Thì có nhất thiết phải lập bàn thờ Phật không ạ? Hai là trong khi hộ niệm thì gõ mõ. Vậy thực hành như vậy có đúng không ạ? Thế và sau khi hộ niệm được 2 tiếng thì bệnh nhân tắt thở từ lúc 4 giờ 15 chiều. Ban hộ niệm chúng con tiếp tục hộ niệm đến 11 giờ đêm. Thấy thoại tướng của người bệnh đó là đẹp, tức là nhìn thì như người ngủ và mặt thì tươi tắn. Chúng con ra về và dặn con cháu của nhà, của gia đình là tiếp tục hộ niệm đến sáng không ngớt. Và gia đình cũng đã thực hiện đúng như vậy. Đến 7 giờ sáng hôm sau, tức là sau 17 giờ từ khi tắt thở, thì khâm niệm thân thể của vị đồng tu đó là mềm mại, da rẻ thì tươi, môi cũng hồng. Vì lần đầu tiên hộ niệm chưa có kinh nghiệm, và bản thân con cũng còn sợ, và con lại cũng không phải là chủ sám, cho nên là chúng con không dám thăm thân. Và chúng con làm như vậy có được không ạ? Có lỗi với lại hương linh đó không ạ? Con xin kính được lão cư sĩ Diệu Âm chỉ dạy cho con. Con xin chân thành cảm ơn công đức của lão cư sĩ Diệu Âm ạ. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Điểm thứ nhất là hộ niệm. Bác hỏi là có cần lập bàn thờ không, phải không? Hay là mở đạo tràng có cần lập bàn thờ không? Hộ niệm. Nếu đúng rồi, hộ niệm có cần lập bàn thờ không? Thì xin thưa là hộ niệm không cần lập bàn thờ. Nhưng mà rất cần tấm hình Phật treo chung quanh người bệnh. Để cho người bệnh thấy rõ tấm hình Phật là cái điểm quan trọng không thể thiếu. Những tấm hình Phật treo cho người bệnh thấy rõ phải đồng nhất với nhau. Ví dụ như tấm hình vàng thì các nơi đều vàng như nhau hết, cũng là một loại hình. Đừng nên treo phía bên trái là hình Phật màu xanh, bên trên là Phật màu đỏ, bên phải là Phật màu vàng, không tốt. Có một hình Phật duy nhất treo thì rất là tốt. Còn bàn thờ Phật thì không cần. Nếu chư vị có lập bàn thờ thì rất là đơn giản, tức là để một cái bàn thờ có cái tấm hình Phật, rồi nhiều khi cái khánh mình không biết đâu, để cái khánh trên bàn thờ đó, khi chúng ta dùng khánh thì được rồi, không cần phải lễ mễ, không cần phải nhăn đèn. Nhớ cho kỹ điểm này, mà tấm hình Phật rất là quan trọng. Khi hộ niệm không nên dùng mõ. Hồi nãy hình như là bác có nói là dùng mõ để hộ niệm, thì xin thưa là dùng mõ hộ niệm không được tốt. Có thể dùng khánh giữ nhịp, thí dụ như A Di Đà Phật, chúng ta có thể đánh vào chữ A hoặc lắm vào chữ Đà là đủ rồi, để giữ nhịp cho đại chúng khỏi trước sau là được.
chứ không nên dùng mỏ. Khi hộ niệm đến 11 giờ đêm, nếu lúc đó là được 12 tiếng đồng hồ rồi thì nên thăm thân. Ở đây không dám thăm thân thì cái đây cũng phải là cái lỗi của chư vị. May mắn là người này không bị trở ngại. Chứ nếu mà mình thấy đẹp mình bỏ ra đi, nhiều khi đẹp như vậy nhưng mà còn có chướng ngại nào trong đó. Ví dụ như cái thân còn ấm mà mình bỏ ra đi, lỡ ban hộ niệm đi ra rồi thì những người nhà người ta tới ôm nắm, hay là cái nhà hoàng, nhà đoàn gì đó người ta tới ta làm hậu sự, thay áo thay quần mà trong lúc cái thân còn ấm là cả một sự trở ngại cho người bệnh. Trên mong chư vị phải nhớ là khi rời bỏ cái thân, lúc nào chúng ta phải bảo đảm rằng là cái thân của người ra đi phải lạnh toát hết, để chứng tỏ rằng cái thân thức của họ đã ra khỏi cái thân thể rồi, để cho có các sự hậu sự đụng chạm với sau không ảnh hưởng thì mới điều tốt. Nếu chúng ta sới chúng ta bỏ đi, nhiều khi bụng còn ấm, ngực còn ấm, tay chân còn ấm, chứng tỏ rằng cái thân thức còn nằm trong cái thân thể đó. Dẫu thân thể đó có đẹp nhưng mà đẹp là tại vì người ta nghe câu niệm Phật, người ta an lành, nhưng mà thần thức vẫn còn vướng nặng trong đó. Thì mong chư vị mới nhớ là trước khi rời bỏ bao thân, chúng ta phải báo cáo cho hương linh biết: bác nguyện thị chính, xin cho con được sắp xếp thân thể cho tốt đẹp, cho trang nghiêm, xin bác quyết tâm niệm Phật với đại chúng, đừng nên sơ suất phân tâm, đàng hoàng mình tâm nhẹ nhàng. Nếu mà cảm thấy tất cả thân lạnh hết mà mềm mại thì mừng vô cùng. Nếu có một chỗ nào còn lưu điểm ấm thì báo cáo với gia đình là hãy thêm 2 tiếng nữa để mình niệm Phật cho toàn thân lạnh hết mới viên mãn. Điều này chưa bị nhớ. Đến 7 giờ sáng hôm sau mà cả nhà niệm Phật mà tăng tướng chuyến đẹp như vậy, đây cũng là hiện tượng tốt. Còn vãng sanh hay không thì em chưa dám bảo đảm, phải nghiên cứu lại là lúc khi xả bỏ bao thân, người bệnh này có niệm Phật cho đến hơi thở cuối cùng hay không, trong khi còn sống sự huân tu có tốt hay không, có quyết lòng phản sanh hay không, thì chúng ta cộng thêm cái xác suất, cộng thêm niềm tin. Còn nếu mà thí dụ người này trong cuộc đời không biết hộ niệm, không có biết niệm Phật, không cầu nguyện phản sanh, thì tướng lành xảy ra này là do sự hộ niệm giúp cho trở về con đường lành vậy. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Và qua đây chúng con thấy vô cùng là quan trọng của cái pháp hộ niệm này. Yêu cầu chư vị đồng tu chúng ta cố gắng phải trân quý, phải học hỏi. Nếu mà chưa có tài liệu, xin các bác sẽ liên hệ với ban tổ chức để nhận được những tài liệu, những tọa đàm hướng dẫn về hộ niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, thời gian của buổi hội thảo hôm nay đã gần kết thúc rồi, nhưng mà chúng con còn thấy bác Tuệ Thông ở Vancouver còn có cái thắc mắc, kính xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi cho chúng con thêm một chút thời gian để hướng dẫn bác thêm. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, con kính thưa kính bạch chư thiền đức tăng ni, kính bạch lão cư sĩ Duy Âm và chư vị đồng tu trên toàn thế giới. Bên đây con muốn nói cái trường hợp của Phật tử Tuệ Thông ở đây. Thì Phật tử là hiện tại bây giờ thì hộ niệm thì chúng con cũng không có hộ niệm, nhưng mà muốn khuyến tấn chị Tuệ Thông lên trường Zoom và một tuần một ngày tới mà hỗ trợ niệm Phật với Phật tử Tuệ Thông. Thì tình trạng của chị là chị ra vô nhà thương rất là nhiều và bác sĩ thì không chẩn đoán được, chưa có chê, cho nên chị Tuệ Thông chỉ mới phát tâm là chỉ nằm ở nhà, không vô nhà thương nữa, và nhờ ban hộ niệm tới hộ niệm cho chị. Thì khi mà tụi con bắt đầu
gọi là tiếp xúc với chị thì có tới cũng là phải cũng phải nói là cũng đừng 3 tuần 1 tháng gì đó. Thì tới đây thì chị rất là thành tâm muốn niệm Phật cầu vãng sanh, vì chị đã thấy được mẹ chị nói mẹ chị đã được vãng sanh và chị đi hộ niệm, chị cũng có một chút gì đó hiểu biết về hộ niệm. Thì tới bây giờ thì chị thấy là chị khi tụi con tới hộ niệm thì thấy chị thấy những cái hình, những cái tướng trong ảnh của Phật, hay là Phật cười với chị, Phật ánh mắt tôi đóng hòa có đường sáng, hoặc là cái đường ánh sáng nào đó từ trên đầu. Thì chị Tuệ Thông chỉ nghĩ rằng là mình đã được Phật thọ ký như là nãy lão cư sĩ đã nghe. Thì với lại hôm nữa là chị nói là hồi nãy ở đây là chị nói với con thì là khi mà mình lên đường Zoom hoặc mình nghe Pháp thì mình sẽ trở ngại niệm Phật không có được sâu. Thì như vậy chúng xin lão cư sĩ hãy khai thị giúp đỡ cho chị Tuệ Thông được sáng suốt nhận ra cái con đường vãng sanh của mình. Và hơn nữa khi chị nói là chị có nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng phải như ông già bà lão niệm Phật thì mới được vãng sanh, thì xin lão cư sĩ hãy hướng dẫn như thế nào gọi là lão coi như ông già bà lão niệm Phật vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Xin hỏi là A Di Đà Phật, xin hỏi là chị Tuệ Thông đang bị bệnh gì vậy? Dạ không biết bệnh gì nó chưa tìm ra, nhưng mà chỉ nói là tôi tiểu đường, dư muối với dư nước à, mà mấy chục lần nằm nhà thương người bác sĩ không tìm ra. A Di Đà Phật, bây giờ trong cái bệnh của mình không biết ngày nào ra đi, thì em khuyên là trong lúc này nên cố gắng theo bác sĩ để coi người ta chẩn đoán bệnh mình như thế nào để cho mình an tâm. Chứ nếu mà mình ở nhà mà chập chờn như vậy thì cũng khó khăn cho chính chị đấy. Bác sĩ dù thế nào đi nữa thì người ta chẩn đoán về bệnh trạng, khi mà ta xác định ra bệnh đàng hoàng rồi thì mình an tâm hơn. Còn khi mà người ta chưa có phát hiện ra bệnh gì cả thì đầu tiên là khuyên chị Tuệ Thông hãy cho mình là người không bệnh đi. Tâm đừng có nên chập chờn giữa bệnh và không bệnh, mà chính mình tạo ra những căn bệnh một cách vô tình không tốt. Một là có bệnh thì mình đi trị. Hai, nếu không có bệnh, bác sĩ xác định là không có gì đó thì mình coi là mình không có bệnh đi. Giờ báo cáo với bác sĩ là tôi thấy khỏe rồi, thôi tôi cứ ở nhà niệm Phật. Mình có cái tư tưởng quyết định dứt khoát như vậy, đừng nên chập chờn mà không tốt. Như vậy thì đề nghị với chị Diệu Tông, nếu mà bác sĩ không phát hiện ra có bệnh gì cả thì bây giờ mình nói là tôi không có bệnh. Còn nếu bác sĩ đã phát hiện ra là bệnh có bệnh tiểu đường, dư nước thì nên để cho bác sĩ theo dõi để chống trị cho mình. Đến lúc mà bác sĩ nói rằng là không còn cách nào cứu chữa được nữa thì lúc đó mình an tâm niệm Phật trở về Tây Phương. Quan trọng cái chỗ là an tâm hay không. Chứ còn thí dụ như mình không muốn đi vào nhà thương nữa mà mình còn chập chờn nghĩ về bệnh thì cái an tâm đó cũng chưa chắc gì là đúng đâu, chưa chắc gì là thực sự là an tâm đâu. Cái điểm thứ hai là chị thường hay thấy hình Phật mỉm cười đồ gì đó là do cái tâm mình nghĩ ra mà sinh ra như vậy, chứ chưa chắc gì là phải đúng đâu. Thường thường mà những người theo như chẳng biết là những người mơ mộng nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá, thường thường sinh ra những hiện tượng này. Hầu hết là như vậy, chứ không phải là thực đâu. Cái đó là sự thật. Như hồi nãy giọng nói, lúc nào Phật thọ ký với cái pháp môn niệm Phật lúc nào cũng đơn giản, lúc nào cũng rõ ràng, lúc nào cũng thực tế, không bao giờ úp bớ mớ để làm cho người bệnh phải cần đi hỏi người này đi hỏi người nọ. Tất cả các pháp môn tự lực
nên nhớ tất cả các pháp môn tử lực. Là Phật còn dùng cái phương pháp gọi là thử thách tâm người bệnh, tại vì chính người bệnh phải vững vàng và phải đắc được những cảnh giới theo đúng trình độ của người đó. Còn với pháp môn nhĩ lực là dùng cái lòng chí thành, chí kính, hiền lành của mình, thì Phật cũng ứng hiện ra trong cái tâm chí thành, chí kính đó. Nếu Phật hiện thân là hiện thân rõ rệt, cho con hiện không phải là hiện bằng ánh sáng, hiện bằng cái nụ cười, hiện bằng cái gì đó đâu. Mong chư vị chú ý như vậy. Thì mong chị Tuệ Thông bỏ qua tất cả những tình tiết này đi, hãy nhiếp tâm lại niệm Phật, thành tâm niệm Phật, khiêm cung niệm Phật, để thực sự được cảm ứng. Khi có cảm ứng thì Phật thọ ký bằng cách là Phật hiện thân cho biết đàng hoàng, chứ không phải úp úp mở mở dùng hình tướng này tướng nọ để biểu tượng đâu. Mong chị vị hiểu được như vậy. Thì lo thành tâm niệm Phật. Nhớ, nếu mà còn thấy quang minh được, cứ vui vô con mắt đi, cứ cho to, đó là điều huyễn mộng. Nếu tiếp tục thấy nữa thì sợ rằng trong những cái căn bệnh của mình nó có cái biến chứng về con mắt. Đi khám đi thì có thể biết. Cứ bình tĩnh, thoải mái, nhẹ nhàng, đơn giản nó rồi, thì tự nhiên tất cả những chướng ngại sẽ và hết. Nhớ nhé. A-di-đà-phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, và cũng kính mong bác Tuệ Thông lắng nghe được những lời này thì chân quý và làm theo, để một đời này mình an toàn và chắc chắn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn để cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Ngài đã từ bi hết lòng hết dạ vì chúng con, hết lòng hết dạ vì cái huệ mạng, vì sanh tử của chúng con mà giảng nói. Chúng con không biết dùng cái danh từ gì để mà cảm niệm được công đức của lão cư sĩ Dầu Âm. Kính mong chư vị đồng tu cùng với chúng con trân quý những cơ hội này, thâm cứu pháp môn Hồ Đềm này, một đời này y giáo phụng hành, để chúng ta ai ai cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thời gian buổi hội thảo ngày hôm nay đã chấm dứt. Chúng con cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm đọc hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này, trang nghiêm cõi tịnh độ, trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ đề, đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc, đồng sanh nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Do âm xin thành tâm cảm niệm công đức của chư tôn phẩm tăng ni tham gia chứng minh, cùng tất cả các bà các má chư vị cố gắng phát tâm dũng mãnh tin tưởng vào pháp môn niệm Phật. Nguyện cho tất cả chư vị một báo thân này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thành đạo. A Di Đà Phật. Là một lần nữa chúng con xin chư vị đồng tu cho một tràng pháo tay để cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm và cảm niệm công đức của chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni. Và chúng con xin kính chào chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni, lão cư sĩ Diệu Âm cùng chư vị đồng tu. Xin hẹn gặp lại vào buổi thực tập Hồ Đềm trong thứ sáu tuần này. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào các ông, các bà, các bác và các cô, các chú. Xin hẹn gặp lại các bác vào hôm thứ sáu buổi thực tập. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con xin phép là được tắt Zoom ạ. Nam mô A Di Đà Phật.